rồi đi. Không à, chào tất cả mọi người. Mà mình là Xuân Bắc và hôm nay ở Trường Lộc thì mình sẽ chiêu đãi anh em mẹ mày cháy thẳng. Anh em muốn scrap của dưới công thức của anh Gordon Ramsay. Đầu tiên là chúng ta sẽ để cho chảo nó nóng nóng một tí. Thì thế bao nhiêu? Không thể hướng dẫn không thể. Đi mẹ medium bro. Đi mẹ. Và để làm cái món này thì chúng ta cần một cái đâu cái gì cái bè đi đấy thì cái đấy người ta gọi là gì nhỉ? Đây. Rồi ba để anh rửa mà mình. Người đầu bếp rồi không để ai. Ôi trời ơi, Phương ơi, cháy chảo. Cháy chảo, đi. Đi con mà mày tí cho trứng vào thịt vãi. Thế là lỗi của Phương Giá thôi. Ok. Không sao đâu. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho dầu giòn vào trước. Để nó lấy sức đi, sức khỏe. Cho đến khi nào mà nó sáng quanh chảo thì thôi. Tôi nghĩ thế này là vừa đủ rồi đấy. Xem như đây chưa? Địt mẹ đấy. Đây. Như nào vịt mẹ bóng loáng như này, địt mẹ lướt ván này. Lướt ván luôn. Nhưng mà phải giòn. Đúng rồi. Nhiều vị giới cho anh. Đấy. Anh em nhá, nếu mà không biết dùng biết từ ấy thì anh em lúc bật lên on off này thì có nút tem. Tem đây chờ. Chỉ biết. Nếu bật à đây chưa bật. Đây. Rồi, anh em để medium thôi nhá. Đây, medium là mức này đúng không? Đấy, anh em chả ngoài không để cho chảo nó nóng. Đấy, chảo nóng sẽ đã. Anh em đánh trứng nhá. Trong lúc đợi chảo nóng thì hướng dẫn anh em đánh trứng. Em đánh mình tùy vào phần ăn của mỗi người, anh em đánh vào trứng vào trong này. Chỉ đánh em thôi. Không được thì là nói chung là gia vị, được chưa? Không được cho gia vị. Bởi vì là cái món này chúng ta phải cho gia vị vào sau. Thì mẹ mình chảo nóng đấy. Đúng rồi, mình đánh áp từ cúc. Anh em cho chảo ra nhau tí xíu, cho trứng vào chảo. Rồi, thì cho hết con mẹ vào, sợ nó lồn đấy. Em nấu cái món scrap OS ấy thì anh em phải đảo dưới để cho nó đỡ ít vào dưới đít chảo, được chưa? Anh em nấu 10 giây anh em bỏ ra, anh em đảo tiếp như này này, đấy, được chưa? Em đảo đấy, được chưa? Anh em đảo 10 giây xong anh em lại cho lại vào chảo. Em nấu ở medium, nấu đến khi nào mà phải chín thì thôi. Đấy. Nấu nào không cháy là được. Đấy, anh em cho lên chảo, anh em đảo một lúc. Đấy, em cho ra lại đảo tiếp. Được chưa? Đấy, em thấy nó món cục ở bên dưới xong thì tại bên tôi cào chúng nó lên chưa? Mình bắt chúng nó lên luôn. Rồi, cho lại. Tôi làm như thế anh em ạ. Và tôi nghe tiếng chảo hơi tôi hơi xót xa cho lắm. Không sao, chảo vô đó. Em thấy chưa? Thế này là nó sắp được rồi. Em em nấu khổ quá luôn. Đó, địt mà mình thấy là nó sắp được rồi anh em. Em biết tại sao sắp được không? Tại vì món này nó phải như thế. Được anh. Nó không được như trứng anh em nấu bình thường đâu. Tại vì đây là cái món này là món châu Âu. Không nấu như thế đâu. Đấy, em cho vào chảo. Có cái cục ở đây đã. Mẹ, thịt. Có cả thịt. Nếu mà có cả thịt rồi đấy. Đéo kiểu sao địt. Đó, thịt trong đấy á. À chắc nãy lấy cái bát lúc nữa. Đi dùng cháo. Không, không khi bạn trứng nó phải như này. Em đợi nó như thế. Đấy. Mẹ mày tí về cho anh Dương đoán đi mẹ đây món gì. Mẹ mày xin rồi. Ôi đi mẹ mày tắt mẹ bếp rồi bảo sao từ đấy giờ nấu em chín. Đây, được rồi. Này là anh em làm được rồi. Và theo cái tiêu chí ấy là seasoning up tôi cúc. Để tôi dạy với anh em. Ô đi vào chết rồi. Một canh thôi à, muối thôi vậy. Đây hạt nêm nhá. Ô đi vào đây. Đây anh em. Hay hạt nêm. Anh em có sắp not big, I said that. So big. Ui, nhiều quá. Nhiều không? Nhiều. Đâu thì em biết mà. Không, em ơi. Đủ rồi em. Đấy rồi. Đây là sao anh em thịt mà mặc tôi ăn mà. Nghe vợ rồi. Anh em biết tại sao tôi không season không? Tôi không season trước khi nấu không? Season trước khi nấu thì mình cái hạt tiêu nó thơm như thế này. Cho đấy hết mẹ mùi, bây giờ phải cho thế là lồn. Ghetto lồn. Mày lên nhưng mày xuống nhá. Sao mày cười ra nó cười không? Quê nhà Paris thôi thì đây cũng gọi là đi rồi trang trí các thứ động má mà rồi không ngồi đi phải được đây đây kia nào anh cho anh cái nào đây ai đi dốc ở đây mà mày cần tăng luôn anh em ạ. Ok, chúng ta đã xong một chiếc bát luôn. Lùi xong rồi đấy. Lít luôn. Mày xin điểm nó vẫn phát được chiếc bát. Cháo trứng. Con lại à mày. Sao cả nhà.